Tùng ơi, ra đây chơi nè con. Đây mọi người ơi, bà con ơi, hôm nay mấy cha con hữu nghị gặp nhau và đi biển Bình An, biển Cảnh Dương ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tắm, đi tắm biển và cho mấy cháu ăn uống. Lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau này, cách cả năm rồi đây. Bà ơi, con bỏ cái tay ra coi. Và hôm nay có bé chuột nữa nha, bé chuột được đi tắm biển. Mà mẹ sợ lạnh không cho bé chuột đi tắm. Đi tắm không bé chuột ơi? Chuột ơi đi tắm không? Đi mau lên. Úi giời, anh toàn vui nè. Đi đi Tùng, đi chạy ra ngoài kia chơi đi. À, khi giờ mới xuống mà quậy banh chành cái nền cát đã chưa? Rồi, chút nữa ba dẫn đi tắm nha. Chuột đi tắm không? Đi không? Sao vậy? Có ăn bánh không? Ăn oxy không? Này, mẹ đút nè, mẹ đút đi. Rồi đó. Sao nó hơi mờ mờ ta? Rồi ăn đi con, ăn đi. Rồi chút xíu nữa có cháo. Ủa em có kem mực không nha? Kem mực không Hiệp? Đó, cô Toàn, cô Tùng đang chơi. Và bé chuột thì không dám chơi. Bé chuột đang chơi cát không? Bật cát không? Đi không? Đi, đá. Nào, ra bơi nào, ra bơi với cát nào. Đây, hôm nay biển rất là trong, trong xanh và rất là mát. Lâu lắm rồi anh em mới hội tụ lại và cho đi ăn uống, đi chơi. Bạn ơi, vô đây nào, vô đây nào. Vô đây chơi nè Toàn. Hay. Lâu lắm rồi anh em mới được hội tụ lại với nhau, có đi chơi. À, có gì mong mọi người đừng hiểu lầm nha. Làm cha làm mẹ ai cũng muốn con cái được vui vẻ sung sướng. Mé ngoài đó là cảng Chân Mây. À, mé ngoài cái hòn núi đó là cảng Chân Mây nha. Bạn ơi, mau hồi nữa cháo chín rồi ăn nha. Ê, sướng chưa? Ú, da của Tùng sướng chưa? Quậy đã luôn. Quậy đã luôn. Toàn ơi, đi, đi ra đây với bà. Đi, Tùng ơi, Tùng. Ra đây, mau lên, mau lên. Mau, ra đây. Mau lên. Toàn ơi, đến đây chơi này con. Wow, mát quá. Đi ra tắm biển nào, ra tắm biển nào. Đi, đi Tâm ơi, đi ra tắm Tâm ơi. Sướng. Ờ, hai anh em chơi đi. Biển hôm nay mát lắm, bởi vì ảnh hưởng cây bão số 3 và số 4. Và hôm nay thì số 4 đang tới, nó bão. Ngoài kia tàu bự chưa? Mọi người thấy không? Tàu bự. Đi, đi Toàn ơi. Toàn. Đi đứng nè. Úi trời ơi. Nè con múc tay này, cát vô miệng ho này. Đi, đi ra tắm đi. Đi nào, đi nào. Đi Tùng ơi. Đâu? Đi, vô. Dặn em, dặn anh coi. Tôm, con tới dặn anh, mau lên. Đi. Mẹ tới dặn anh đi. Nào, đi nào. Nào, chạy nào, chạy nào, chạy nào. Mọi người thấy đã không, vui không? Ước gì lúc nào cũng như lúc này thì hay biết mấy. Nhưng mà cái mong ước đó nó không được. Nó không có được như sự thật.
Nào đi nào. Rồi tới biển rồi nha. Nào ra đây, ra đây. Đi, ra tắm. Đi vô Tâm ơi. Kìa anh Toàn chạy vô mẹ đây kìa. Toàn giỏi giờ chạy vô tới nơi rồi. Em đi tắm như nó đó em ơi. Tắm như anh Toàn á. Nào ra đây tắm tiếp nào. Tông ơi. Nào đi ra đây nè. Đẹp chưa các bạn, thấy biển đẹp không? Đẹp quá. Tông ơi. Tông đây này, này này, ra đây ba này. Tông. Đẹp quá các bạn ơi. Bà con ơi, hôm nay là tháng 7 rồi. Cha con em mới được gặp nhau, mấy anh em mới được gặp nhau và đi tắm biển tại biển Bình An, biển Cạnh Dương, ngay gần cạn chân mây này quý vị ơi. Hôm nay cô Toàn được bọc cát sướng quá. Đồng ơi Tùng, sướng không? Sướng không con? Ồ chà. Anh Toàn là ít bọc cát hơn em. Chơi thoải mái đi nha. Bây giờ là 4 giờ chiều.
khúc trên đó là người ta tắm rất là đông, còn ở dưới này là quán cuối cùng này là ít ai tắm. Bẻ gì bay Đông ơi, Đông ơi bẻ gì con? Ngồi xuống chơi đi, con ngồi xuống đi, Đồng ngồi xuống. Nè, chiu, chiu, chiu. Vô Tôm ơi. Anh Toàn lạnh quá chạy vô trước rồi. Lạnh chưa Tông ơi? Tông lạnh chưa? Cứ trời ơi còn quẹt vô mặt nữa kìa, ghê quá. Thôi đi vô nha Tông ơi, đi vô là lạnh nha con. Vô tắm nước ngọt nha. Ra tắm cái nữa rồi. Ra đây nào con ơi. Đông ơi. Đông. Đông ơi. Đi, vô con. Đi nào, vô tắm nào. Vô thôi. Tùng ơi, bye đi rồi. Đi, bye bye. Bye bye. Chạy lẹ lên. Tùng, đi vô, vô cho anh vô này con, mau. Tùng. Thôi đi vô. Vô thôi. Đi. Đi. Vô. Vô tắm con. Đi. Trên nó người đông chưa? Quá trời người luôn. Khi chị vô rồi là chị chở quà. Đi, tới coi mấy cái thúng rãi, mấy cái thúng, mấy cái thuyền thúng người ta đi công câu cá. Một hai đây nè Tùng nè. À, các bạn thấy cái thúng không? Tâm ơi, thúng này ngồi 5-6 người vẫn được. À, kéo đi con ơi. Kéo đi, chú Tùng kéo đi.
Và đây là những cái người ta đặt cái này, ta đặt mực này các bạn đó, ta đặt mực thấy chưa, mực cá gì vô cũng dính hết á. Đây cái neo, mỏ neo, vứt xi mỏ neo. Đẹp không? Và đây là những cái lồng, những cái lồng để đi đặt mực cá. Đây cái đường đi vô này đó, cái đường này đó, cái đường lấy đường cá vô đó. Nó vào là nó hết có ra được, quá trời cái luôn, mấy chục cái luôn. Mặt trời sắp lặn rồi, đẹp ghê. Cái này là hoàng hôn à. Đi vô nè, vô tắm nước ngọt mà ăn cháo đi con, đi đi vô. Cảnh này thấy đẹp không mọi người ơi, cảnh quá đẹp luôn. Xích đu, xích đu, tôm xích đu, tôm đúng không? À con tới đu đi. À, thế đâu đi, đâu đi, à, đó, ngồi lên con, ngồi lên, bắt đi, vô nào. Wow. Thôi không chơi nữa nha, đi vô. Vô tắm, không chơi nữa. Thì ăn đi. Quay mấy đứa nhỏ thôi chứ quay người lớn làm chi. Trời ơi sao sợ bỏ đi hết vậy ta. Đây, mời mọi người cùng ăn với gia đình em. À. Ủa chưa có cháo hả em? Rồi. Rồi, thôi bye bye nha, bye bye mọi người.